một chương trình hoàn toàn mới của truyền hình Hậu Giang dành cho những ai yêu làm đẹp. Làm đẹp như thế nào cho đúng, chăm sóc bản thân như thế nào để luôn đẹp trong mắt người đối diện luôn là những điều quan trọng đối với chị em phụ nữ và cánh mày râu. Nhưng không phải ai cũng có thời gian và điều kiện để tìm hiểu, học hỏi những kinh nghiệm hay. Chương trình Bạn đẹp trong mắt ai sẽ giúp quý vị làm điều này và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi vui và nhiều sắc màu hơn. Thường thì em chăm sóc da tại nhà thì rửa sữa mặt sạch, rồi sau đó mình buổi tối thì mình thoa serum, chỉ là sử dụng serum ngủ thôi. Mình chỉ làm đơn giản những cái bước mình biết thôi. Trước tiên là mình rửa mặt là sạch nè. Có thể bằng sữa mặt là bình thường cũng được. Xong là mình dùng cái bước là tẩy trang nhẹ, xịt nước khoáng. Xong thì dưỡng da và cuối cùng là kem chống nắng là không có thiếu. Mình ra đường thì cảm thấy rất là tự tin, và ví dụ như đi giao tiếp cùng ông xã thì cũng không có ngại về cái vấn đề mình kém sang. Là mình tự tin hơn khi đi giao tiếp với mọi người. Quý khán giả thân mến, ngày nay cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang, mỹ phẩm thì mọi cô gái đều có thể trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều lần bằng cách điểm tô thêm những đường nét cho gương mặt thông qua lớp trang điểm. Thế nhưng lớp vỏ ngoài ấy thì không thể nào che lấp hết đi được bề mặt da nổi mụn, khô ráp, kém mịn màng, làm cho vẻ đẹp nhất dáng nhì da của người phụ nữ không còn hoàn mỹ nữa. Trong khi đó, từ xưa cho đến nay, việc sở hữu một làn da khỏe đẹp là mong ước của rất nhiều chị em. Tất nhiên, mỗi người sẽ có những bí quyết riêng để chăm sóc cho làn da của mình. Tuy nhiên thì đều phải dựa trên những cơ sở khoa học thực tế và có sự hướng dẫn của những người có chuyên môn. Chương trình Bạn đẹp trong mắt ai ngày hôm nay, một chương trình mới lên sóng truyền hình Hậu Giang. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý khán giả những kiến thức làm đẹp bổ ích. Chào chị Trang. Ngày hôm nay thì Quỳnh Loan đến từ chương trình Bạn đẹp trong mắt ai. Hy vọng là chị sẽ tư vấn những giải pháp để chăm sóc da, đặc biệt là chăm sóc da tại nhà để có thể sở hữu một làn da khỏe đẹp. Sau đây xin mời Quỳnh Loan đến mình trò chuyện để chị có thể là trình bày rõ hơn với Quỳnh Loan. Xin mời. Dù muốn hay không, làn da của bạn phải chịu một số tác động xấu bên ngoài và bên trong khiến làn da không giữ được vẻ đẹp như trước. Ngoài ra, tuổi tác càng cao, làn da càng trở nên kém đàn hồi, yếu và xấu hơn. Nguyên nhân là do khi đó lượng estrogen và collagen hao hụt dần, dẫn đến các hậu quả điển hình như khô da, sạm da, da nhăn nheo. Do đó, muốn làm chậm quá trình lão hóa và sở hữu một làn da tươi trẻ thì bạn cần phải biết chăm sóc da một cách hợp lý nhất. Quý khán giả thân mến, khi đến đây thì ngoài việc được chăm sóc da thì các chị ở đây còn hướng dẫn những phương pháp để có một làn da khỏe mạnh tại nhà. Và từ trước đến giờ chúng ta cứ nghĩ việc làm này rất là đơn giản, nhưng mà thực sự từ bước làm sạch cho đến dưỡng da tại nhà thì không phải ai cũng giống ai. Xin chào các bạn, hôm nay hướng dẫn cho mình cái thao tác cũng như là quá trình chăm sóc da tại nhà như thế nào nhé. Bước đầu tiên là mình sẽ sử dụng nước tẩy trang để mình lau sạch cái phần trang điểm trên khuôn mặt của mình. Mình sẽ lấy một lượng vừa đủ thấm vào bông cô tông, lau nhẹ trên bề mặt. Đây là bước làm sạch đầu tiên trong quá trình mình thao tác chăm sóc và vệ sinh da. Khi lau thì mình tránh kéo da chảy xuống. Mình lau theo chiều ngang và hướng lên, tẩy sạch toàn bộ khuôn mặt của mình ha. Bước thứ hai thì mình bắt đầu mình sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết. Lấy một lượng vừa đủ, chấm đều 5 điểm trên khuôn mặt của mình. Rồi sau đó thao tác của mình là massage theo chiều xoắn ốc để mình lấy đi những cái tế bào chết cũng như là cặn bã trang điểm sẽ lấy đi triệt để hơn. Các bạn có thể theo dõi cái thao tác của bạn để mình biết được cái quá trình chăm sóc thao tác da như thế nào ha. Cái bước tẩy bào chết này thì mình có thể mình thời gian tầm khoảng 2 phút thôi, tránh quá lâu, nó sẽ làm cho da của mình mỏng đi. Sau đó mình sẽ rửa lại bằng nước sạch.
mình sẽ lau sạch những cái gel cũng như là tế bào chết trên da thật sạch ha. Tiếp theo là vệ sinh da bằng sữa rửa mặt, thì mình sẽ lấy một ít sản phẩm ra lòng bàn tay, sau đó mình sẽ thấm một ít nước tạo bọt trên lòng bàn tay, sau đó massage đều trên phần mặt. Phương pháp tạo bọt này nó sẽ tránh cái độ ma sát trên da và làm da của mình, đối với những trường hợp như da nhạy cảm á, thì nó sẽ hạn chế và nó làm dịu da hơn. Tránh thoa sản phẩm sữa rửa mặt trực tiếp trên da thì nó sẽ làm cho da hơi rát. Sau đó mình sẽ rửa lại bằng nước sạch. Thao tác lau cũng giống như thao tác của những bước đầu ha, mình lau theo chiều ngang và lau theo hướng lên để tránh tình trạng chảy xệ làn da. Dân chỉ bước làm sạch thôi mà đã rất là phức tạp rồi. Và Quỳnh Loan có một thắc mắc là tùy loại da mà chúng ta sẽ sử dụng những cái loại mỹ phẩm khác nhau. Và Quỳnh Loan thấy là hiện tại trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm có công dụng tương tự. Như vậy thì khi lựa chọn mình cần phải chú ý những điều gì? Thưa Quỳnh Loan và thưa quý vị khán giả, thì như Quỳnh Loan cũng mới vừa hỏi, thì mỗi một cái loại da mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm khác nhau. Ví dụ như là đối với là da bình thường, mình chọn bước đầu tiên là khi mà chọn sữa rửa mặt thì mình sẽ chọn những cái loại là nó mang cái tính chất là collagen, không có mà tinh thành phần hóa học, thì nó sẽ sử dụng tốt cho da. Ví dụ như là làn da nhạy cảm cũng vậy, mình lựa chọn cái sữa rửa mặt đến từ thiên nhiên và không có thành phần hóa học. Nếu như mà giả sử như mà da của Quỳnh Loan là da khô thì mình sẽ lựa chọn cái sữa rửa mặt nó là dạng kem. Thì khi mà mình xài cái sữa rửa mặt dạng kem thì nó sẽ giữ lại cái độ ẩm trên da. Quý khán giả thân mến, sau bước làm sạch thì bước dưỡng da cũng rất là quan trọng. Ngay sau đây mời quý khán giả cùng theo dõi đoạn clip để xem từ trước đến giờ mình đã chăm sóc da đúng cách hay chưa. Sau khi 3 bước vệ sinh da thì mình tiến hành sẽ chăm sóc da bằng những sản phẩm dưỡng ẩm. Đầu tiên mình sẽ sử dụng nước cân bằng da. Sau quá trình vệ sinh thì da của mình sẽ bị khô nên mình sẽ cân bằng lại bằng nước hoa hồng. Rồi mình lấy một lượng vừa đủ ha, thấm vào bông cô tông, lau nhẹ trên bề mặt da để giúp cho da cân bằng lại độ pH sau khi mà mình vệ sinh da. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng sữa dưỡng để giúp cho da lấy lại độ ẩm cũng như là làm mềm mịn da, tránh đều 5 điểm trên khuôn mặt của mình. Massage nhẹ nhàng để những cái tinh chất có thể dễ thẩm thấu vào da, và sau đó mình sẽ dùng tay vỗ nhẹ trên da để giúp tinh chất đi vào sâu hơn. Áp tay vào da nhé, để sản phẩm tạo độ ma sát và giúp cho sản phẩm thẩm thấu hơn. Bước cuối cùng thì mình sẽ sử dụng kem để khóa ẩm lại làn da của mình. Thì sản phẩm này ngoài tác dụng làm ẩm thì nó còn tác dụng nó là làm trắng da và bật tông da nhanh hơn. Chấm đều 5 điểm trên da và cũng massage những tinh chất thấm đều vào da để dễ thẩm thấu hơn. Sau đó mình sẽ áp sát lòng bàn tay vào da để giúp độ thẩm thấu của kem nhanh hơn. Dân có quá nhiều công đoạn, lúc đầu thì có lẽ chúng ta sẽ nghĩ là phức tạp và mất thời gian, nhưng thực sự tất cả các công đoạn ấy chỉ mất từ 5 cho đến 7 phút mà thôi. Đừng nghĩ rằng mất thời gian mà hãy xem như đó là khoảng thời gian để cho chúng ta thư giãn. Và khi mà xem xong đoạn clip vừa rồi, Quỳnh Loan nghĩ rằng ngoài chuyện là thắc mắc là rất là phức tạp và mất thời gian, thì nhiều chị em cũng sẽ có nhiều câu hỏi như là những sản phẩm này mua ở đâu và giá cả như thế nào. Có lẽ là nhờ chị Trang sẽ có một vài tư vấn đến với quý khán giả. Sau đây xin mời Quỳnh Loan đến cái chỗ mình có chuẩn bị những cái mỹ phẩm để tư vấn và hỗ trợ và giới thiệu với quý vị khán giả. Xin mời. Sau đây xin giới thiệu với Quỳnh Loan. Thì cái điều trước tiên của mình là mình phải tẩy trang để cho giữ làn da khỏe đẹp. Có những cái trường hợp rằng là mình không có make up, mình không có trang điểm bên ngoài thì tại sao phải tẩy trang?
Thì như Quỳnh Loan biết là khi mà mình đi làm ở bên ngoài thì những cái tác động bên phía bên ngoài, ví dụ như là môi trường, bụi bẩn, những cái vi khuẩn nó ảnh hưởng đến da của mình. Thì để giữ cái làn da đẹp, trước tiên là khi mà mình về đến nhà là mình phải tẩy trang, rồi sau đó là mình sẽ đến các cái bước là mình rửa mặt. Tiếp theo thì như lúc nãy là Quỳnh Loan có hỏi là đối với cái da như thế nào và mình chọn cái mỹ phẩm ra làm sao. Ví dụ như đối với những cái trường hợp là da của mình là da nhạy cảm thì mình sẽ chọn những cái sản phẩm nó mang tính chất là thiên nhiên và nó có tính chất là collagen thì nó sẽ bảo vệ giữ được cái làn da. Ví dụ như đây là da của những cái sản phẩm là tính chất nhân sâm, nhưng mà thật ra là giá thì cũng không có đắt, dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng. Sản phẩm này là sản phẩm sữa rửa mặt đúng không chị? Đây là sản phẩm sữa rửa mặt dành cho da hỗn hợp. Vậy thì cụ thể hơn nữa thì đối với các loại da khác như là da khô hay là da nhờn thì chúng ta sẽ chọn những cái loại mỹ phẩm như thế nào? Ví dụ như là da khô thì mình sẽ chọn cái sữa rửa mặt nó là cái dạng là kem. Thì sau khi mình rửa mặt sẽ giữ được cái chất kem trên cái sữa rửa mặt, sẽ giữ được cái độ ẩm trên da để bảo vệ da. Còn trường hợp nếu như mà là da bị nhờn thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại sữa rửa mặt tạo bọt, càng nhiều bọt càng tốt. Còn như lúc nãy mình Loan có hỏi thì có những cái ví dụ như mình không có chọn những cái sản phẩm đắt tiền thì mình có thể sử dụng những cái sản phẩm như thế nào, thì thưa quý vị khán giả, ví dụ như mình có thể là mình chọn những cái sản phẩm nó cũng là cùng một loại tinh chất như nhau, nhưng mà nó có những cái loại nhỏ cho chúng ta có thể dùng được tại nhà mà vừa với túi tiền. Còn bên cạnh đó thì ngoài cái những cái mỹ phẩm, những cái sản phẩm mà mình dùng ở đây thì cái điều kiện mà để giữ cái chăm sóc sắc đẹp mà cho mình khỏe đẹp thì bên cạnh sử dụng mỹ phẩm thì chúng ta còn phải có chế độ ăn uống hợp lý, ngủ nghỉ và chế độ sinh hoạt hàng ngày của mình một cách phù hợp thì mình sẽ trở nên khỏe và đẹp. Nhưng mà nếu như không có điều kiện để sử dụng những loại mỹ phẩm như thế này thì có những cái liệu pháp thiên nhiên nào để thay thế hay không chị? Liệu pháp thiên nhiên thì có rất nhiều, nhưng mà hiện nay trên thị trường có những cái sản phẩm thiên nhiên mình lấy từ bên ngoài, nhưng mà thật ra thì mình cũng không biết là những cái sản phẩm mang chất thiên nhiên ở bên ngoài nhưng mà không biết là nó có thành phần khoa học hay không, mình cũng không biết là nó có an toàn hay không. Cho nên nếu mình lựa chọn những cái sản phẩm thiên nhiên từ bên ngoài thì hãy chọn những cái sản phẩm mà có nguồn gốc rõ ràng thì để bảo vệ an toàn cho làn da. Như hiện tại thì những cái loại trái cây bây giờ thì tồn dư quá chất rất là nhiều. Khi mà mình sử dụng đắp lên mặt như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào? Đối với ví dụ như là có những cái sản phẩm như là mình là dưa leo hay là chuối hay là táo. Riêng đối với cái những cái chất trong trái dưa leo và trái táo hoặc là trái chuối thì nó có những cái chất vitamin nó làm tốt cho da, nhưng mà mình thật sự mình không có thể nhìn bằng mắt thường mà mình nhận thấy được là có thành phần hóa học hay không. Cho nên đó là lý do mà tôi mới vừa nói với Quỳnh Loan là chúng ta sẽ chọn những sản phẩm thiên nhiên mà nó có nguồn gốc rõ ràng, thì như vậy thì khi mà chúng ta sẽ sử dụng nó sẽ an toàn hơn. Hoặc là có khi chúng ta về chúng ta sẽ rửa sạch bằng nước muối rồi chúng ta sẽ ép thành nước ép trái cây chúng ta sẽ dùng, thì lúc đó thì sẽ khỏe hơn, đẹp hơn. Chúng ta dưỡng đẹp từ bên trong. Dân xin được cảm ơn chị Trang với những chia sẻ vừa rồi. Quý khán giả thân mến, người ta thường nói tiền nào của nấy cũng không sai. Và để có một làn da đẹp thì việc đầu tư cho các loại mỹ phẩm dưỡng da chất lượng là một điều nên làm. Nếu như may mắn đã sở hữu một làn da khỏe đẹp thì việc sử dụng những liệu pháp tự nhiên để dưỡng da từ sâu bên trong là một điều rất phù hợp. Nhưng nếu như ngược lại, chúng ta sở hữu một làn da mẫn cảm thì việc lựa chọn các loại mỹ phẩm là một điều không dễ. Không phải ai chỉ gì thì dùng nấy, ai sử dụng mỹ phẩm nào hợp thì chúng ta cũng dùng theo. Và để có một làn da đẹp thì trước hết chúng ta cần phải hiểu da của mình cần điều gì. Và nếu như có điều kiện thì hãy đến các cơ sở để soi da để có thể lựa chọn những loại mỹ phẩm phù hợp. Ngay từ bây giờ thì hãy chăm sóc cho làn da của mình thật đúng cách để có một làn da khỏe đẹp, bởi vì chẳng ai hiểu và nâng niu làn da như chính bạn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.